Tiếp tục tin tức thời sự, ngày 6 tháng 4 năm 2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, báo Hải quan đã tổ chức tọa đàm tìm giải pháp kéo giảm chi phí xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp với sự tham dự của Cục giám sát quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh thành phố phía Nam, Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam và hơn 100 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước và Tây Ninh. Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh hàng loạt chi phí trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp như nguyên nhiên liệu, cước vận tải, đồng loạt tăng vọt dưới tác động của dịch bệnh COVID-19 và chiến tranh Nga-Ukraine. Các chi phí liên tục tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại đã trở thành gánh nặng bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bà Vũ Thị Ánh Hồng, Tổng biên tập Báo Hải quan nhấn mạnh, qua buổi tọa đàm này, các diễn giả, các hiệp hội, quý doanh nghiệp sẽ có nhiều ý kiến nhận diện thực trạng khó khăn hiện nay về chi phí cho hoạt động xuất nhập khẩu, để qua đó có những hiến kế đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm kéo giảm chi phí cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp sớm phục hồi sau dịch và đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Tại tọa đàm, ông Đào Duy Tám, Phó Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý Tổng cục Hải quan, ông Đặng Thái Thiện, Phó trưởng phòng giám sát quản lý Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ các giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính và các hoạt động sáng tạo mà ngành hải quan đã triển khai nhằm giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển hoạt động xuất nhập khẩu. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Việt Huy, trưởng ban hải quan và tạo thuận lợi thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam và ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn IPPG cũng nêu kiến nghị các giải pháp nhằm tạo thuận lợi kéo giảm chi phí cho doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Các diễn giả và doanh nghiệp tham dự tại tọa đàm đều có chung nhận định rằng ngành hải quan đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, giúp ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tạo được đột phá về giảm chi phí cho hoạt động xuất nhập khẩu, cùng với sự tích cực của cơ quan hải quan, cần có sự phối hợp cải cách đồng bộ từ phía các bộ ngành và cả cộng đồng doanh nghiệp. Thời gian tới, ngành hải quan sẽ tiếp tục ra soát, sửa đổi và đề xuất chính phủ, các bộ ngành sửa đổi các quy định liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quy trình thủ tục, đồng thời tăng cường các hoạt động tập huấn, nâng cao kiến thức về xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp để đảm bảo quá trình thực hiện thủ tục được thông suốt, tránh xảy ra vướng mắc.